Chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Công an sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Công an thành phố Đà Lạt thay đổi địa điểm cấp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Khởi tố vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cuối chuyên mục là phóng sự tấn công mạnh tội phạm tín dụng đen. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 4, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Theo đánh giá, trong 2 năm, toàn lực lượng đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động, qua đó đã tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng lực lượng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời, từng cán bộ chiến sĩ công an đã nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm. Vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Qua thực hiện cuộc vận động, toàn lực lượng đã xuất hiện hàng nghìn gương người tốt, việc tốt, hành động cao đẹp, nghĩa cử nhân văn, tận tụy trong công việc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Ở Lâm Đồng, để thực hiện tốt cuộc vận động, Công an Lâm Đồng đã đề ra khẩu hiệu hành động 64 chữ theo 4 nhóm nội dung. Thực hiện theo khẩu hiệu hành động này, Công an Lâm Đồng đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Sáng ngày 19 tháng 4 tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho cán bộ, công nhân viên thuộc các đơn vị chức năng của tỉnh và Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Tình huống giả định là tại một cơ sở phế liệu ở thành phố Đà Lạt tiếp nhận một lô hàng sắt thép phế liệu. Khi bóc dỡ, nhân viên phát hiện một khối hình trụ, trên có hình hoa thị và dòng chữ đã mờ. Sau khi quan sát, nghi ngờ đây là bình chứa chất phóng xạ, chủ cơ sở đã điện thoại cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng và các ngành liên quan có mặt tại hiện trường, đồng thời thiết lập vành đai an toàn, cô lập và triển khai biện pháp thu hồi nguồn phóng xạ, tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đảm bảo an toàn cho người ứng cứu và tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo đánh giá, buổi diễn tập đảm bảo theo đúng kịch bản, thông qua hoạt động diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ và nhân dân trong công tác ứng phó với bức xạ và hạt nhân. Đồng thời tăng cường khả năng sử dụng trang thiết bị, công tác phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao khả năng chỉ huy của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4, Công an Lâm Đồng đã tổ chức hội thi điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân lần thứ tư năm 2019 với sự tham gia của 23 đội tuyển, hơn 550 cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị, công an các huyện, thành phố. Tham gia hội thi, mỗi đội tuyển sẽ trải qua 4 phần thi gồm thi điều lệnh đội ngũ tay không, nghi lễ Công an Nhân dân, võ thuật và bắn súng quân dụng CZ-75. Trong những năm qua, công tác điều lệnh quân sự võ thuật luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định là một trong những công tác trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Qua đó, giúp cán bộ chiến sĩ có ý thức hơn về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng trong công tác chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra những nhân tố xuất sắc để tham dự hội thi điều lệnh quân sự võ thuật do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công điện gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Công an tỉnh phải bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, các chủ xe, lái xe vi phạm về trọng tải, an toàn kỹ thuật phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Liên Khương, Ren, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông cao, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và có phương án điều tiết giao thông hợp lý. Để tránh ùn tắc cục bộ cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, Công an thành phố Đà Lạt đã tham mưu cho Ban An toàn Giao thông tỉnh thống nhất phân luồng giao thông tuyến đường đèo Bờ Ren và Mimosa từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Theo đó, từ 12 giờ ngày 27 tháng 4 đến 12 giờ ngày 30 tháng 4, tất cả các phương tiện ô tô vận tải hành khách trừ xe buýt từ 29 chỗ trở lên tham gia giao thông từ hướng huyện Đức Trọng về thành phố Đà Lạt sẽ đi đường đèo Mimosa. Bên cạnh việc phân luồng giao thông ở hai đèo Ren và Mimosa, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã lên phương án kế hoạch nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe lên đèo Ren, lắp đặt hệ thống biển báo trước ngày 27 tháng 4 để người dân và du khách biết. Ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm 2019, các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, quy tắc an toàn giao thông, văn hóa giao tiếp ứng xử văn minh trong kinh doanh vận tải hành khách, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe taxi chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố Đà Lạt tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thực hiện Nghị định số 61 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 18 tháng 2 năm 2019, Công an thành phố Đà Lạt đã chuyển địa điểm cấp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu đến tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Lạt, số 2 Trần Nhân Tông, phường 8 thành phố Đà Lạt. Đây là thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ hành chính công. Trước đây, việc cấp đổi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu được thực hiện 4 ngày trong tuần tại Công an thành phố Đà Lạt. Kể từ khi thực hiện cơ chế một cửa liên thông, việc cấp đổi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu được thực hiện tất cả các ngày trong tuần. Đồng thời, khi thực hiện, người dân chỉ cần bấm số, chờ tới lượt và sau khi làm xong đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa hoặc đăng ký chuyển phát nhanh về tận nhà theo đường bưu điện. Những thay đổi này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi và không mất thời gian đi lại nhiều lần. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại 34A Phan Huy Ích, thôn 1, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 2 điều 109 Bộ luật hình sự. Trước đó, qua quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh xác định bà Nguyễn Thị Tuyết đã tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời ở nước ngoài và có những hoạt động cho tổ chức này nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Quá trình khám xét nơi ở của bà Tuyết, cơ quan điều tra đã thu giữ được 4 cuốn sổ viết tay, 2 bộ tài liệu giấy và nhiều tài liệu điện tử trong máy tính cá nhân liên quan đến hoạt động của đối tượng tại khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm và móc nối với tổ chức phản động ở nước ngoài. Bước đầu, Nguyễn Thị Tuyết đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật. Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Thưa các đồng chí và các bạn, trực tiếp và cả gián tiếp làm cho bao gia đình lao đao, bao số phận chồng chất khó khăn. Tội phạm tín dụng đen đang len lỏi vào từng ngõ xóm. Với yêu cầu phải đánh mạnh, đánh trúng, dẹp bỏ tội phạm tín dụng đen, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, đã bắt và xử lý nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi. Đối tượng Nguyễn Thanh Tuyền, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, vào thành phố Đà Lạt từ tháng 9 năm 2018 và bắt đầu cho vay tiền. Chiều tối ngày 15 tháng 1 năm 2019,
khi Tuyền đang thu tiền trả góp tại nhà một người vay tiền của Tuyền, thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang. Khám xét phòng trọ của Tuyền ở phường 4, thành phố Đà Lạt, lực lượng công an thu được 66 hợp đồng cho vay tiền, nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân. Đó chỉ là một trong hàng chục đối tượng hoạt động tín dụng đen đã bị lực lượng công an toàn tỉnh bắt giữ trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi. Em xuống đây mới được hơn 3 tháng, hiện tại là đang bị nỗ âm hết vào vốn. Vì là dân người ta mượn xong người ta chưa trả được. Thì hiện tại bây giờ em đang nỗ. Người ta vay 10 triệu thì đóng trong vòng 30 ngày, mỗi ngày 400 nghìn. Thì đóng trong vòng 30 ngày thì sẽ hết cả vốn lên rồi. Với quyết tâm đấu tranh tận gốc rễ của loại tội phạm cho vay nặng lãi, từ đầu năm đến nay, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã tiến hành kiểm tra 195 cơ sở cầm đồ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, công ty cho thuê, hỗ trợ tài chính và đã phát hiện xử lý 63 cơ sở vi phạm, bắt và xử lý 27 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, trong đó có 13 vụ cho vay lãi nặng và đã khởi tố 7 vụ, 20 bị can để điều tra. Điểm chung của những vụ cho vay nặng lãi là quảng cáo hoạt động cho vay tiền một cách đơn giản, không cần thế chấp, người vay được giải ngân ngay trong ngày, nhưng với nhiều chiêu thức thu lãi khác nhau và đều ở mức lãi suất cắt cổ. Thì không có phải bắt buộc mượn, mượn nhưng mà không trả chứ phải không trả, nhưng mà tụi này nó quá côn đồ, rất nặng lãi, mà nó côn đồ không tưởng tượng. Coi như là nó, coi như mình không trả là nó gượng, nó bánh, coi như nó hăm dọ. Thì rồi em cũng thiếu cái thằng Tú nào đó, thì em còn nó 700-800, em nói thôi sáng lên cô gửi cho con 400, nhưng mà em ngồi đó em chờ không có nó. Nhưng mà cái em vừa đi vô trong kiên chút xíu thì anh em nó gặp em thì nó lấy cái nón bảo hiểm nó bánh. Thực tế cho thấy một bộ phận nhân dân vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm khi rơi vào bẫy của tín dụng đen. Mặt khác, đối tượng hoạt động tín dụng đen ngày càng tinh vi, không lập hồ sơ sổ sách theo dõi mà quản lý danh sách công nợ bằng phần mềm được cài đặt trên máy vi tính. Chúng còn tìm đủ mọi thủ đoạn để ăn chặn tiền của người vay như khống chế thời gian trả nợ, bắt trả góp theo ngày và thu 10% lệ phí trên tổng số tiền vay, cấn trừ ngay từ đầu như nhóm đối tượng Nguyễn Đình Tuấn cùng Nhữ Duy Trung và Dương Minh Quang cùng có quê tại thành phố Hà Nội đến thành phố Bảo Lộc tổ chức cho vay nặng lãi thực hiện. Với mức lãi suất từ 109% đến 365% một năm, với số vốn ban đầu là 150 triệu đồng, sau 7 tháng tổ chức cho vay nặng lãi, đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, khi bị công an thành phố Bảo Lộc triệt phá, số tiền của nhóm này đã lên đến 2 tỷ 500 triệu đồng. Đối với những cái khách hàng vay của các đối tượng cho vay lãi nặng này thì chủ yếu là những cái người người ta lao động tự do, hầu hết là không có nghề ổn định. Thế thứ hai nữa là người ta không có cái tài sản để mà thế chấp, để mà tiếp cận đối với các cái tổ chức tín dụng như ngân hàng hay quỹ tín dụng. Cho nên là khi người ta cần tiền mà cần một cái số lượng nhỏ thì là người ta đã tiếp cận đến cái đối tượng tín dụng đen này. Hoạt động tín dụng đen đã và đang làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, gây ra nhiều hệ lụy. Vì thế, Chính phủ đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, hệ thống ngân hàng phải có những giải pháp tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn chính thống. Thực hiện cái chỉ đạo của nhà nước nhằm hạn chế cái tín dụng đen, thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo sự chỉ đạo, cũng là nâng cái hạn mức cho vay từ 100 triệu lên đến 200 triệu và cho vay về tiêu dùng đời sống ngắn hạn lên đến 30 triệu đồng. Để ngăn chặn hoạt động của tội phạm tín dụng đen, không chỉ có lực lượng công an mà còn cần sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và quan trọng nhất là sự cảnh giác của người dân không tin, không nghe và không vay mượn tiền từ các tổ chức cá nhân không minh bạch. Bởi đó là cái bẫy mà bất cứ ai rơi vào cũng khó có đường thoát. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.